Sau một ngày xét xử sơ thẩm, sáng 5 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 8 bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên gọi tắt là Resco về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cáo trạng xác định 8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng ở 299/18 Lý Thường Kiệt thuộc phường 15, quận 11, mặt bằng 682 Hồng Bàng thuộc phường 1, quận 11, mặt bằng hơn 4.600m2 tại quốc lộ 50 trên địa bàn quận 8 gọi tắt là mặt bằng Bình Đăng, ghi tổng thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Trung, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Resco, mức án từ 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Phước Ngọc, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh và quản lý nhà Thành phố Hồ Chí Minh, cựu tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên Resco, mức án 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Công Đức, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco và bị cáo Đỗ Văn Phúc, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco, cùng mức án 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Hữu Hải, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco và bị cáo Hoàng Hải Đăng, cựu phó tổng giám đốc Resco, cùng chịu 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Thúy Hằng, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco và Nguyễn Đình Phú, cựu phó tổng giám đốc Resco cùng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Về phần dân sự, đối với việc chuyển nhượng hai mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng gây thất thoát hơn 3,9 tỷ đồng. Về nguyên tắc, cần buộc các bị cáo liên đới bồi thường tương ứng, nhưng các bị cáo đã nộp tại cơ quan điều tra 3,5 tỷ đồng. Tại tòa, hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả hai mặt bằng này. Đối với mặt bằng Bình Đăng, theo định giá hơn 132 tỷ đồng, đã được Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn ký chuyển nhượng cho công ty Địa ốc Sài Gòn 5 với giá hơn 90,9 tỷ đồng. Hiện tại, cho công ty Địa ốc Sài Gòn 5 đứng tên chủ sở hữu mặt bằng và đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận việc công ty xin nộp lại số tiền trên là cho Resco và xin tiếp tục thực hiện dự án trung tâm thương mại Bình Đăng. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của công ty Địa ốc Sài Gòn 5 không trái quy định và đảm bảo khắc phục thiệt hại cho Resco. Hội đồng xét xử chấp nhận việc công ty nộp lại hơn 44,1 tỷ đồng tiền chênh lệch cho Resco. Do vậy, phần thất thoát của Resco đã được khắc phục nên hội đồng xét xử không buộc các bị cáo khắc phục hậu quả của mặt bằng Bình Đăng. Hậu quả trong vụ án đối với hai mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng đã được khắc phục. Hiện hai mặt bằng này đã được chuyển nhượng bên thứ ba. Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra hủy bỏ ngăn chặn theo thẩm quyền. Đối với mặt bằng Bình Đăng, cần tiếp tục duy trì ngăn chặn để đảm bảo thi hành án. Thưa quý vị, tối 4 tháng 7 năm 2024, trao đổi phóng viên báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an thành phố Chí Linh tại tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa phát đi thông báo trao thưởng số tiền 500 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về đối tượng Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh. Dương Đình Luyện được xác định là nghi phạm đã sát hại người phụ nữ 60 tuổi, trú tại khu dân cư Tường ở phường Văn An, thành phố Chí Linh và người con gái 31 tuổi của người này cũng là vợ cũ của Dương Đình Luyện. Trước đó, khoảng 13 giờ 49 phút ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh chưa rõ biển số đến nhà của người phụ nữ 60 tuổi. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm hai nạn nhân. Sau đó, Dương Đình Luyện lái ô tô rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương quá nặng, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, người mẹ tử vong. Người con gái cũng không qua khỏi vào đêm cùng ngày. Về đặc điểm nhận dạng, Dương Đình Luyện có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng biển số 34B270686. Nói về nguồn tiền thưởng 500 triệu đồng, lãnh đạo Công an thành phố Chí Linh thông tin thêm, số tiền này do một số quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn đóng góp để hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng phá án, tìm ra được nơi Dương Đình Luyện đang lẩn trốn để đưa về quy án. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an thành phố Chí Linh và Công an các tỉnh thành khẩn trương tiến hành xác minh, truy tìm nghi phạm Dương Đình Luyện. Việc đếm ngược thời gian chờ đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư từ lâu đã là thói quen của nhiều người. Trong lúc gấp gáp, không ít người bồn chồn lo lắng khi dừng xe chờ đèn đỏ ngay giao lộ đèn không có đồng hồ đếm ngược vì họ không biết còn bao lâu nữa mới được đi. Mình nghĩ là có dây đếm gì thì mình đâu có sợ mà phải vượt qua đâu. Mình biết được là nó còn bao nhiêu thời gian đèn xanh thì mình sẽ chủ động mình dừng lại hơn. Còn nếu mà mình bỏ cái dây ấy, thì mình không biết được những khi có một số người ta vội quá người ta vượt qua luôn thì cũng mất an toàn.
Không chỉ riêng anh Đăng Khoa, mà nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng tỏ ra băn khoăn với việc bỏ đồng hồ đếm giây tại một số giao lộ. Đây là vấn đề nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm những ngày qua, khi thành phố bắt đầu thí điểm bỏ đồng hồ đếm giây tại một số trụ đèn giao thông. Chiều 4 tháng 7 năm 2024, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Kiên Giang là Phó trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc thí điểm bỏ đồng hồ đếm giây tại các trụ đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể, từ năm 2021, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thí điểm bỏ 4 vị trí đèn đếm giây trên các giao lộ gồm Nguyễn Đình Chiểu và Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Chiểu và Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng Tháng 8 thuộc địa bàn quận 3 và giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu ở thành phố Thủ Đức. Thực sự ra bỏ cái này để làm gì? Mục tiêu là hiện nay thành phố có một số cái giao lộ kết nối về hệ thống trung tâm điều khiển tự động ở tại trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị á, thì nếu như chúng ta có cái đèn đếm giây thì khi điều chỉnh các pha đèn ở từng cái thời lượng theo thực tế á, thì nó nhảy sai cái thời lượng so với cái thực tế. Do đó chúng tôi thí điểm 4 cái vị trí này bỏ để chúng tôi có đánh giá, chứ không phải là vấn đề chúng tôi bỏ đại trà. Cũng theo ông Nguyễn Kiên Giang, một số giao lộ không có đèn đếm giây do cảnh sát giao thông điều chỉnh bằng tay. Khi đó đèn đếm giây sẽ tắt và thường chỉ xảy ra vào giờ cao điểm. Đại diện Sở Giao thông Vận tải cũng nhận định qua thí điểm việc bỏ đèn đếm giây, Sở nhận thấy có cả ưu và nhược điểm. Cái nhược á, là nếu chúng ta bỏ thì cái việc cái pha đèn xanh á, người ta nhìn quan sát 3 đến 5 giây đèn vàng á, không kịp để phanh dừng. Nếu mà cái pha đèn xanh chúng ta có đèn đếm giây thì nó sẽ thuận lợi nhất. Và nhưng còn ở cái đèn pha đèn đỏ, các anh chị cứ để ý mình đang dừng đèn đỏ ở sao bấm kèn, còn 5 giây cuối là bấm kèn nó hối thúc mình rồi. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thời gian tới Sở sẽ tiếp tục thí điểm bỏ đếm giây pha đèn đỏ và mở lại đếm giây ở pha đèn xanh. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải sẽ ghi nhận thêm các quan điểm của các chuyên gia về giao thông, ý kiến người dân tham gia giao thông và tham khảo thêm các quốc gia khác để có điều chỉnh phù hợp. Có nhiều cách để làm nổi bật trên đường phố và đây là cách của ô tô này. Dàn đèn được lắp ở đuôi xe liên tục nhấp nháy hẳn đã phải khiến nhiều người đi phía sau không chú ý cũng không được. Đoạn phim này được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 4 tại thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh vụ người dân bức xúc vì ô tô lắp thêm đèn chiếu sáng bất thường ở đuôi xe, chiếu vào mắt người đi đường phía sau. Trước đó, mạng xã hội Facebook, TikTok lan truyền đoạn phim dài gần 1 phút ghi lại cảnh chiếc xe ô tô vừa chạy trên đường vừa nháy đèn chiếu sáng bất thường ở đuôi xe. Vụ việc làm chói mắt gây khó chịu cho các tài xế chạy phía sau. Do ảnh hưởng tầm nhìn, nhiều tài xế đã điều khiển phương tiện chạy chậm lại vì lo sợ có thể xảy ra tai nạn. Qua xác minh, đoạn phim được quay bởi tài xế ô tô chạy phía sau trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn thuộc phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ việc, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 4 đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh xử lý tài xế và chủ xe theo quy định.